Tết là ngày mà các bạn trẻ ai cũng muốn đi chơi, ngắm pháo hoa, đi xem đường phố, tụ tập bạn bè. Vậy mà tụi mình lại phải bị bắt làm những công việc dọn nhà nè, quét nhà, trang trí nhà cửa, quét mặt nhện. Nhưng mà biết sao giờ, ai cũng phải vậy thôi. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy. Mẹ sai gì làm đó, gia đình mà. Nhưng vợ không tin cái đầu hay ho của tôi như thế này này, mà không mà kiếm ra được một cách gì đó để vượt qua cơn bão táp này. Thử coi, tôi sẽ thay đổi hết tất cả cái cục diện này. Cầu trời cho ông Phở được bình yên, gặp nhiều may mắn. Quan tâm không? Tôi chỉ quan tâm cái mẹ tôi vui là được rồi. mà quên, còn anh vlogger dưa leo nữa. Thấy sao hả đồ ham chơi? Anh dọn nhà hay quét nhà thì anh còn không biết nữa. Thử là ngon nghe em xem. Xin mời. Bye.